Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ thì mình đang có mặt ở một trong những công ty của Hàn Quốc mà gần tương tự như công ty của mình ở Việt Nam, mặc dù đây là một mô hình rất là mới. Đó là về quản lý influencers và YouTuber xung quanh mình. Đây là cửa vào phòng họ. Xung quanh là khu vực làm việc, cà phê. Rất là nhẹ nhàng, đơn giản. Lounge thì ở dưới, rồi đây là tầng 4. Nó gọi là reception kiểu. Ở đây thì sẽ khá là rộng. Các cái tập trung làm cái việc gì đó trong mỗi phòng và khu office. Đây là phòng họp, trong mình sẽ đi ngang qua nhanh thôi. Ở đây là văn phòng khu vực ở Gangnam. Gangnam nó giống như là district quận 1 của mình vậy ạ. Cả về rất là nhiều người đang họp. Đây là phòng chỉnh video. Có vẻ như đây là các phòng chỉnh video. Mình thấy là họ đang tinh chỉnh video và vẽ về Minecraft các thứ. Mỗi một team thì sẽ có một phòng như vậy. Cả các video producer sẽ làm video sẽ ngồi với nhau. Và đúng là như vậy rồi. Đây là các phòng làm video và vẽ, làm về media. Có một anh đang ngủ gật ở phía bên này, chắc bạn không nhìn thấy được đâu. Anh này hình như là ngủ gật luôn này, mệt quá. Ở đây cũng có một người cũng đang vẽ, bàn vẽ rất là to. Mình đang đi một vòng. Có rất là nhiều các bạn nam, bạn nữ đang làm. Đây là cả một công ty làm về YouTube, stream rồi các thứ, gọi là sandbox. Có một bàn này, editor. Bên này thì có cả một phòng rất là to, mình không biết là phòng đó là phòng gì. Đây, đang bàn với nhau về các kênh YouTube để có thể nhìn thấy rõ. Đây là các phòng nhỏ giống như là để ngồi tĩnh tâm, gọi điện hay là gì đấy vậy. Vừa rồi là các văn phòng làm việc ở công sở. Còn đây là khu vực của các creator sẽ ngồi học. Mình xin nhắc lại một lần nữa, đây là khu vực creator education, là các bạn làm nghề giống mình ấy, sẽ ngồi học. Đây là một nghề và có giáo dục và có bài bản và sự nghiêm túc, lẫn cả sự cạnh tranh rất là lớn, chứ không đơn giản như ở Việt Nam. Các bạn nghĩ ai làm cái nội dung gì đấy kiểu, các bạn hiểu không? Đương nhiên là làm như thế thì giá trị của các creator sẽ tăng lên, nhưng mà nó là cái sự cạnh tranh của cái sự phát triển. Họ học rất là lớn. Và đây là các lớp sẽ dành cho những streamer, YouTuber hay là creator trẻ, kể cả là già rồi mà đi học thêm. Thì thấy được là cái phòng học người ta lớn như thế nào. Và nhìn hàng trái như thế nào. Ở bên này là các loại sách vở. Đây là kênh Donny, một kênh nào đó 1 triệu sub ở đây. Ở dưới là Sandbox Education. Đây là cái kênh về dạy các của Sandbox, cũng 100.000 sub. Bên này WWPW để cũng 100.000 sub. Bên này cũng 100.000 sub. Wow, một phòng rất là lớn. Đây là khu vực studio của công ty Sandbox. Ui dồi ôi, lịch làm việc không khác gì mình em ơi. Lịch làm việc cũng kín mít từ sáng đến tối tất cả các ngày luôn kìa. Nhìn thấy lịch không? Ui, lịch làm việc của mấy bạn đây còn có thay đổi kinh khủng hơn mình. Không có thành công nào kìa. Bên này là một phòng khác. Bên này là hội nơi và giải trí của các bạn ấy. Cũng là làm quen các kiểu. Ở trong thì có nước, rất là nhiều loại nước khác nhau. Ui, phòng ngủ. Phòng ngủ, mỗi phòng như thế này. Chối mà. Gối sandbox thôi kìa. Phòng ăn, phòng ngủ, phòng chơi. Nhưng mà đương nhiên để có những điều này thì ở bên kia là sự work hard. Vừa lướt vào cái phòng may mắn là nhìn thấy cái lịch làm việc của bạn ấy, từ sáng đến tối và rất là nhiều những session khác nhau.
là chúng ta khóa rồi. Có ai đó ở trong đây? Ngay trước mỹ kia. Ai trong này? Đây cũng là một phòng nữa. Mỗi người một phòng. Mỗi người một phòng và giống như là kiểu đây là sự đối lập giữa hai bên. Một bên là làm là hết mình, bên này nghỉ ngơi được chăm sóc đến tận chăm sóc đến tận răng. Một phòng quay production nó to này đúng không? Đây là phòng thay đồ các YouTuber streamer, có cả nồi niêu xoong chảo đồ vận dụng để có thể quay, rồi các loại mũ. Đây thì có các loại áo da, áo dạ hội, váy vụn các kiểu, như là phòng thay đồ, chỉ để thay đồ thôi. Ở đây có khoảng tầm 10 phòng là sẽ dành để streaming, và cũng giống như các phòng bên kia thôi. Đó là cực kỳ là gọn gàng và cực kỳ là chuyên nghiệp. Đây là một phòng nữa đúng không? Đây là một phòng nữa này. Ok, vừa rồi là văn phòng làm việc lẫn cả studio của Sandbox, một mô hình mà các sếp của mình cũng tham khảo, và bọn mình cũng được đi để tham khảo lẫn cả xem đấy con đường của mình đang đi như thế nào. Có rất là nhiều điều đáng học hỏi, và thấy rằng là mình lại càng làm nhiều thì mình lại càng nhỏ bé, mình càng có nhiều thì mình bỗng dưng cảm thấy mình lại càng thiếu rất là nhiều thứ. Và những gì mà mình cố gắng chưa là gì cả, những gì mà mình đang làm chưa là gì cả, những gì vất vả mà mình đang trải qua chưa là gì cả. Họ làm việc rất là chuyên nghiệp. Các bạn mà làm việc giống như bọn mình ở đây ấy, họ có lịch làm việc rất là kín, và họ vẫn làm rất là tốt mà không thấy có phàn nàn hay là gì cả. Phòng ốc của một số bạn này còn nhỏ hơn phòng ốc của mình. Thiết bị thì có thể hơn, bởi vì thị trường nó cần những thiết bị như thế. Thái độ làm việc và tất cả mọi thứ là một điều mình rất là đáng ngưỡng mộ. Tốt thôi, để cho bản thân tự nhìn lại và cố gắng hơn nữa. Còn bây giờ thì chắc là sẽ đi dạo quanh quanh một chút xíu.